Đồng Nai tiếp tế hơn 300 tấn nhu yếu phẩm cho khu phong tỏa. Hơn 300 tấn lương thực, thực phẩm gồm gạo, rau củ quả, thịt, trứng đã được tiếp tế đến các phòng trọ công nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các khu phong tỏa, các bếp ăn phục vụ bệnh viện giã chiến tại Đồng Nai. Ngày 18 tháng 8, ông Trần Lâm Sinh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết trong hơn một tháng qua, đơn vị đã phối hợp các ngành chức năng liên quan đưa hơn 300 tấn nhu yếu phẩm đến tay người dân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Theo đó, sau hơn một tháng triển khai liên tục, chương trình nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống COVID-19 đã cung cấp trên 200 tấn rau củ quả, 95 tấn thịt heo, gà, 25 tấn gạo, 25.000 quả trứng cùng hàng chục tấn mì, xúc xích, giò lũa, lạp xưởng, bột ngọt, trái cây, đến các phòng trọ công nhân, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, các bếp ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bên cạnh hoạt động tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin với mục tiêu kết nối cung cầu, hỗ trợ vận chuyển, tiêu thụ nông sản cho các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, hạn chế đứt gãy trong chuỗi tiêu thụ và vận chuyển nông sản trong thời gian giãn cách. Sau gần một tháng hoạt động, 89 đơn vị sản xuất nông sản và thực phẩm trên địa bàn đã liên hệ đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ với sản lượng bình quân mỗi ngày trên 500 tấn rau, trái cây, thịt heo, thủy sản và gần 400.000 trứng cút, trứng gà. Từ công tin trên, Tổ hỗ trợ phòng chống COVID-19 đã lập danh sách, thông tin địa chỉ rõ ràng trực tiếp gửi đến các hệ thống bán lẻ trong và ngoài tỉnh hoặc đăng tải lên thông tin đại chúng. Qua đó, hàng chục tấn nông sản sau đó đã được kết nối, tiêu thụ vào các điểm bình ổn giá, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm từ thiện, góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho các đơn vị này, theo ông Trần Lâm Sinh. Thời gian tới sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan duy trì tặng các túi quả cho công nhân trong các khu trọ, các hộ có hoàn cảnh khó khăn các khu bếp ăn phục vụ bệnh viện giã chiến, tuyến đầu chống dịch. Hàng ngàn người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, nhất là lực lượng lao động tự do, công nhân mất việc đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp các nhà hảo tâm, đơn vị, cá nhân duy trì chương trình hỗ trợ cho những người dân khó khăn trong suốt thời gian giãn cách. Mỗi túi quả đảm bảo đủ dùng cho một gia đình trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Qua đó, chúng tôi mong muốn phần nào giúp những người dân trên địa bàn vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, ông Sinh chia sẻ. Hỗ trợ 15 tấn rau cho người dân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người dân nghèo trong đại dịch Covid-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai đã hai lần tổ chức các chuyến hàng vận chuyển 15 tấn rau, 3 tấn thịt gà, 10.000 quả trứng, xúc xích, trị giá gần 500 triệu đồng giao cho các sở, ngành của thành phố Hồ Chí Minh phân phát cho người dân. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.